Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm mùng 4 ngày mùng 5 tháng 4 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Như thường lệ mở đầu bản tin sẽ là thông tin thời tiết các vùng miền trong tỉnh. Tại khu vực miền Đông, đêm không mưa, ngày trời nắng, đêm gió Đông Bắc, ngày gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ giao động từ 15 đến 26 độ, các địa phương Quảng Yên, Uông Bí và Đông Triều thuộc khu vực miền Tây của tỉnh dự báo đêm không mưa, ngày trời nắng, đêm gió Đông Bắc, ngày gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ giao động từ 16 đến 27 độ. Còn tại khu vực thành phố Hạ Long, dự báo trời ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, đêm gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, ngày gió Đông Nam cấp 3, cấp 4, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ giao động từ 16 đến 26 độ ở vùng biển ngoài khơi bao gồm cả huyện đảo Cô Tô. Thời tiết khá thuận lợi cho các hoạt động trên ngư trường, đêm không mưa, ngày trời nắng, đêm gió đông bắc, ngày gió đông nam cấp 3, cấp 4, sóng cấp 2, cấp 3, tầm nhìn xa 10 km, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Vừa rồi là tình hình thời tiết các khu vực trong tỉnh. Còn bây giờ chuyển sang thông tin thời tiết các vùng miền trên cả nước. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, thời tiết khu vực Bắc Bộ ít biến đổi, toàn vùng phổ biến không mưa, sương mù nhẹ vào ban sớm, nhiệt độ giao động từ 14 đến 17 độ. Vùng núi cao như Sìn Hồ, Tam Đường của Lai Châu, Bắc Hà Sapa của Lào Cai, Ngân Sơn của Bắc Cạn, Đồng Văn Hà Giang và các tỉnh Cao Bằng Lạng Sơn, nên nhiệt giảm dưới 12 độ nên cảm giác rét buốt. Ban ngày toàn vùng có nắng, nhiệt độ tăng từ 25 đến 28 độ. Phía Bắc của miền Trung, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị nhiều mây, không mưa, trời rét về đêm và sáng, trưa chiều hừng nắng, nhiệt độ giao động từ 24 đến 27 độ. Nhìn chung, thời tiết ổn định và thuận lợi cho các hoạt động dân sinh. Trong đêm nay và ngày mai, phần phía nam, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở vào đến Khánh Hòa, trời nhiều mây, có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, thời tiết mát mẻ. Riêng hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận về đêm có mưa rào nhẹ vài nơi trong thời đoạn ngắn, còn ban ngày có nắng đan xen những khoảng nhiều mây, nhiệt độ trưa chiều ở mức từ 30 đến 31 độ lui xuống khu vực Tây Nguyên, nhiều mây về đêm và sáng, có mưa rào rải rác ở sườn đông của khu vực. Nhiệt độ giao động từ 18 đến 21 độ, tiết trời xe lạnh. Còn các tỉnh thuộc Nam Bộ vẫn duy trì mưa rào và rông trong đêm nay và lặp lại từ khoảng trưa chiều mai, nền nhiệt độ ít biến đổi về đêm và sáng, thời tiết mát mẻ. Sang trưa chiều mai, ở các tỉnh vùng cao nguyên có nắng yếu gián đoạn, nhiệt độ giao động từ 26 đến 29 độ. Còn Nam Bộ, trưa và đầu giờ chiều, nhiệt độ trong khoảng từ 30 đến 33 độ. Chuyển sang thời tiết biển, đêm nay và ngày mai khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Cà Mau cũng có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2,5 đến 4,5 mét. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2. Ngoài ra, dạnh áp thấp xích đạo còn duy trì, nên khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa, cũng sẽ tiếp tục nhiều mây, có mưa rào và rông khiến tầm nhìn giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa và nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh trong cơn rông. Kết thúc bản tin dự báo thời tiết sẽ là bảng nền nhiệt độ 3 ngày tới tại một số thành phố du lịch trên cả nước.